ông đó. Nói chung thì bữa nay thì mới thấy Lâm Giang Hà vào diễn đàn của Thư Quang cũng lạ lạ. Từ xưa giờ chỉ có nghe nói thôi chứ cũng không có giao lưu. Anh chú thì mày biết bố rồi, chú không bố bố không có thích dính líu tới ba cái vụ mà mấy cái diễn đàn cà chớn bên này phản động. Cái thứ nhất đó là tại vì mình thứ hai thứ nhất đó là có nghĩa là mình coi thường đó, là bởi vì đa số những cái diễn đàn, hầu như tất cả mọi diễn đàn phản động họ không hiểu biết về vấn đề Việt Nam gì cả, họ không hiểu và lịch sử cũng không hiểu luôn, thành ra mình cảm thấy họ dưới cơ. Nó thẳng là mình nó tao nói thẳng một cách là dưới cơ, mà bỏ đâu có biết công bằng gì đâu, hồi chứ Việt Nam mình ra mình khỏi mất công bằng cái bạn đó. Thì mình mấy bữa nay thì nghe những cái tin mà buồn, nói chung là về vấn đề bạo hành thì của thiên thiên con đích á, thì mình rất là buồn mà mình không thể nào mình dừng được, bởi vì cái chuyện đó nó quá ư là tàn nhẫn mà mình không thể nào mình nói với người đó không phải con người hay là con gì mình cũng không hiểu nổi nữa, thành ra tao cũng rất là buồn. Mà cái này thì tôi nói trước từ lâu rồi, nó không phải đất nước Việt Nam mình có mà tất cả các đất nước khác không có, không phải ở trên thế giới rất là nhiều nước có những cái rất nhiều nước. Thì một trong mình đã gọi là xã hội mà, thì xã hội phải có cái mặt này phải có cái mặt kia, thì nhưng mà mình không ngờ những lúc sau này Việt Nam mình khám phá ra những cái vụ án mà thấy đau lòng, mình phải công nhận thấy đau lòng đến mức độ rụng rời, có nghĩa là mình không còn gì để mà từ gì để mà nói nữa. Thì xoay qua cái chuyện đó thì mình cũng buồn thôi. Cái chuyện đó thì bây giờ nhà nước cũng đã quan tâm và đã vào cuộc rồi, thì cái chuyện để cho nhà nước xử lý, nhưng mà mình đây mình cũng không phán đoán, mình cũng không Chào có hai cái gì nha. có nghĩa là mình để cho nhà nước họ xử trí như thế nào đúng theo một trình tự của pháp luật thì ok, chứ mình không không giống như nãy là mình thằng Duy nó nói, thằng Huy nó nói đó, không nên cầm được, không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Thì tao đâu mà tao công nhận cái điều đó, nhưng mà mình phải lên án. Lên án ở đây thì lên án con mẹ gì, nó có nghe đâu lên án, nó bị bắt mẹ rồi đồ má, lên án cái gì đồ má, nhưng mà mình không ngờ đồ má thiệt. Mình không, mình ghi nhiều khi tao nghe xong cái tao lắc đầu, tao ngồi tao chiêm nghiệm tao lắc đầu, tao không biết nói gì. Lúc đó là con người mình giống kiểu như là mình ác khẩu luôn rồi, mình không thể nào mình nghĩ một người đàn ông sức dài dai Mất dẳng, thần, nói chung là giống như mất thần luôn đúng 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 không? Mình đúng cảm rồi thấy đó, mình mất thần luôn rồi. đúng rồi, có nghĩa là mình cảm thấy mình nghĩ ngợi, mình cảm thấy mình bàng hoàng mà mình không hiểu ra cái đó là cái gì nữa, mình chán ngán luôn. Thì đóng một đứa bé 3 tuổi thôi rất là thơ ngây, rất là dễ thương, chỉ 3 tuổi nó biết mẹ gì đâu. Xét tới cái vụ đó thì sáng nay tao báo cáo về, biết là bữa nay cháu ngoại tao vợ chồng đi chơi, nó gửi cho tao sáng nay thức dậy sớm phải lo cho nó bận quần bận áo, nó là 6 tuổi rồi con trai. Ngủ với cái bố ngoại hôm qua rồi xong bữa nay dậy rồi phải lo thức dậy sớm, mà tự nhiên bữa nay bị đột xuất thói quen, từ thói quen bị đảo lộn phải đưa nó đi học rồi tới đó rồi đưa đòn ngồi ngoài xe rồi, nói chung là thì rồi mình nghĩ tới con cháu mình nghĩ tới con cháu họ, mình cảm thấy mình tự mình buồn. Thì thôi kệ cái chuyện đó để xã hội họ nhà nước đang quản lý và đang giấy động không, cái này mình lên án, mình cũng lên án, nhưng mà lên án có nghĩa là sao cái vấn đề là mình phải khiêm nhường chút, mình đâu có quyền, tao với mày không có quyền, thằng Huy cũng không có quyền đều kết án người ta, tôi để nhà nước kết lễ mình có cái khuôn pháp luật rõ ràng, nhưng mà có cái này là tao kết án được. Có nghĩa là như vậy, trước hết là thì mình muốn nói chuyện về vấn đề coi như những đề nghệ sĩ, mà nói riêng về vấn đề thằng Minh Béo. Cái thằng Minh Béo á, nó bị cái bệnh nó giới tính, cái chuyện mình không bàn cãi, nhưng mà khi anh qua nước Mỹ này anh phạm tội ấu dâm và anh bị nhốt tù và bị đuổi về nước, nhưng mà ở mày mày thấy có cái chỗ này, nó có cái chỗ này nè, có nghĩa là ở nước Mỹ tuyệt đối trục xuất và cấm vĩnh viễn thằng này bước qua nước Mỹ. Cái đó là một cái án mà Rất nhục là nặng á. nặng nhất, có thể nó dính líu tới vấn đề tự ái của dân tộc. Cái thằng nào thì ta không biết, nhưng thằng Việt Nam là mình bị là mình thấy mình quê rồi, mình thấy rõ ràng đó là thứ nhất, đó là cái thứ nhất, đó là một bản án từ hồi xưa tới giờ. Thường thường á, mình nói cho mày nghe, nói cho đúng rồi cho mày nghe, thì tất cả những cái chuyên gia về luật pháp của nước Mỹ này, những người mà thuộc về dạng coi như giáo sư tiến sĩ các trường đại học Harvard,
thì hay qua Việt Nam, hoặc là Việt Nam qua mời để giúp đỡ trên cái vấn đề coi như cải tổ cái ngành pháp luật, cải tổ cái vấn đề pháp lý của Việt Nam, vấn đề cái khung này. Có nghĩa là mình đây không phải là cải tổ, có nghĩa là gì? Giúp đỡ trên cái khung hình này, khung hình kia. Là bởi vì nó có bộ luật hình sự của Việt Nam mình nó cũng mới, nó so với nước Mỹ là 300 năm, thì Việt Nam mình có mấy chục năm từ ngày phóng tới bây giờ thôi, chắc chắn nó cũng có những cái điều thiếu sót. Thì chúng ta đây mình, chúng ta mình có cái nhã ý mời tất cả các chuyên gia quốc tế vào để bổ sung lực. Thì ý tôi muốn nói vậy để chi, có nghĩa là dù muốn dù không, luật pháp Việt Nam vẫn coi luật pháp của Mỹ là một cái nền luật pháp lâu đời và có cái sự tin tưởng nằm trong đó, đúng vậy không? Rồi. Thì vì cái đó mà khi mà Minh Béo đã bị điều đó thì cái người Việt Nam mình cảm thấy mình bị nhục lây. Cái điều này mình tôi nói cho mày nghe, cái điều này rất là nặng, rất là nặng về tinh thần, về pháp lý. Thằng Minh Béo nó bị qua đây, nó bị vĩnh viễn cấm nhập cảnh qua Mỹ rồi xong. Và nó có một cái câu gì nữa là không cho ông Minh Béo tiếp cận gần với lại con nít, trẻ em, à trẻ em, dùng chữ trẻ em, trẻ em đó. Cái câu đó mà nè thì nó nặng nề từ ngoài nước cho đến trong nước. Thì ở nước Mỹ đây nè, hoặc là các nước khác á, thì những người mà bất cứ chuyện gì mà dính tới cái vụ đó là cái bằng thân bại danh liệt, thân bại danh liệt. Chứ nó không phải kiểu như tụi này. Thì tao nói buồn cười đó, có chỗ là ở đây cái dự cái giải này mà được tặng bằng giải huy chương vàng, huy chương bạc gì tao không rành, nhưng mà cái thằng tổ chức mà để trao cái lại giải này là thiệt mày, tao nghe là tôi muốn đào mã cha ra lên rồi. Lỗi gì mày thấy không? Trình độ ngu đúng như rồi. Tao trình độ ngu như tao mà còn biết là cái điều là thể diện quốc gia, thể diện của một người nghệ sĩ như thế nào mà nó là ban tổ chức nó không biết à? Nó biết quá đi chứ. Nhưng mà lý do tại sao mày muốn nghe, mày muốn nghe câu kết của tao, tao cái kết cho mày nghe. Ở đây là ban tổ chức là nhiều người, chắc không một người làm sao gọi là ban tổ chức được, đúng không? Lễ trao giải là phải có nhiều người chứ làm sao một người nữa. Phải có ban tổ chức, có cái bộ sậu không, đúng không? Thì tao nói cho mày nghe cái điều này nè, mày muốn nghe không? Tao nói Bố nói đi. Rồi ok. Thì cái ban bộ sậu, cái ban tổ chức này là đám phản động hoàn toàn 100%, tao chính xác điều 100% là phản động, không có chạy đâu rồi là nó quậy phá. Tao nói là bây giờ nó tung hoành hết rồi, nó tung hoành hết rồi, báo chí nó cũng tung hoành mà, thấy chưa? Rồi bây giờ nghệ thuật nó cũng tung hoành, làm giải trí rồi cái nó cũng tung hoành luôn. Có nghĩa là tao thấy tao chán quá rồi, tao thấy gì khi tao không lên tao nói, bởi vì tao thấy mình càng nói thì nó không có cái gì gọi là nó không có giống nhất gì cả, mà tao thấy hình như nó còn nặng nề thêm nữa. Cái này tao không muốn nói tất cả cái vấn đề chính phủ nhà mình đâu, nhưng mà có điều là một bộ phận nằm trong đó và hiện giờ đang bị lung lay bởi vì cái đám này. Tất nhiên là cái đám mà phản động là cái đám mà coi như là muốn phục quốc cờ vàng ba sọc đỏ đã vào đến tận nơi rồi. Hầu tao đã tiên đoán ra từ lâu rồi, hầu như có một cái lai nào tao cũng đã từng nói với mày đó, nó đánh rất là nhiều mặt trận. Có không? Có cái lai tay mày nói cái chuyện đó rồi mà. Có nghĩa là về văn hóa, đúng này, rồi, lâu về rồi. Chính trị, này, về vấn đề đủ thứ, nó đánh tập trung vô đánh. Rồi nó tập trung vô đánh, rồi báo chí nó cũng đánh. Có nghĩa là nó tập trung lên. Thì ta thấy hình như là nó tập trung vô đánh nữa rồi. Có nghĩa là bây giờ nó đi tới đỉnh cao luôn. Có nghĩa là bây giờ nó đưa cho một cái thằng bại não, nó thẳng mà kêu một thằng bại não lên lãnh quy tiên giạc. Mà cái thằng này là cả thằng Mỹ mà tuyên bố có án thì đủ hầu như thế giới không ai chấp chứ, không ai dám nhận. Giống vậy không? Rõ ràng như bài Việt Nam mình lại đủ mà đưa là phát giải làm mày thấy sao? Mày thấy nó nghịch lý không? Ê, tao nói cho mày nghe nè, chế độ cũ á, thường thường mà thì nó có một cái câu như vậy. Khi anh bất cứ anh nộp đơn anh vào làm một cái việc gì ở trong cơ quan nhà nước hoặc là anh đi lính bất cứ cái gì thì nó dùng là cái nó gọi là sơ yếu lý lịch. Ở cái lý lịch bây giờ ý của nó đây, ý của nó đây nè, cái đầu tiên nhất là muốn chọn một con người toàn diện để trao một cái giấy khen mà không ý tao nói từ nhỏ tao hiểu là gì, tao hiểu gì mà nói tao hiểu rồi nói. Ý tao muốn nói là một cái cá thể nhỏ nhoi trong xã hội khi muốn làm một cái gì đó cũng phải trình sơ yếu lý lịch, có nghĩa là tờ khai lý lịch, thấy không?
chứ đừng có nói khi mà cái ca sĩ nghệ sĩ em có bẻ vậy cả, khi anh chấm quy anh hoặc là anh phát bằng, anh phát giải, anh làm bất cứ gì đó anh cũng phải xét trên tiêu chí lý lịch. Tao nói một cái đơn giản nhất là đơn giản nhất ý chú Cầm á, đúng rồi ý chú Cầm á, là phải suy xét về cái nhân thân đúng đó, kiểm lịch giống như cái nhân thân đó, bao gồm trong cái thời gian qua anh có vi phạm gì không, đúng rồi. Anh có bị tì vết gì không đó, thì mới là công nhận cho anh. Còn một đống tì vết luôn mà anh lại ngụy biện, anh bảo là tôi chỉ căn cứ trên cái nghề diễn, là cái chuyện đó là nó không chấp nhận được. Nó không là cái gì cả, nó không bất cứ một cái gì gọi là xuất sắc cả, kể cả Hoài Linh cũng vậy mà thôi. Có nghĩa là ta đã nói mày từ lâu rồi, bây giờ ta đã bấu chốt một cái mô tả bốn đó, ta đóng một cái đinh vào cho nó. Cái đám này là cái đám phản động, và hiện giờ nó đang leo vào trong cái cơ quan bộ máy chính quyền của Việt Nam. Đây là tao nói cho mày nghe, đây là tao không quơ rửa cả nắm, mà tao nói chỉ là một số thành phần. Kể cả cái ban chấm thi thì cũng có một cái tư tưởng như vậy rồi. Có nghĩa là đang lan lỡ vào và nó đang đánh phá. Trong đó báo chí mày cũng đã thấy rồi, có những cái nguồn tin rất là buồn cười mà nó vẫn cứ đưa lên. Những cái chuyện làm tốt thì không điều đó. Thứ nhất là báo chí, thứ hai là nghệ thuật cũng rõ ràng, tôi thấy rõ ràng không? Nó có nhiều, có quá ư là có nhiều cái nhiều điều nghịch lý, và tao muốn bổ cục lại đây là tao muốn kết luận là cái điều là đó đã vào tới nơi rồi. Đấy, các ông mày liệu hồn, thế thôi. Còn bây giờ mày tao cái điều yêu cầu của tao là mày cho tôi biết cái danh sách của các ban tổ chức đó, tên gì, chức vụ gì, cho tao chừng 5 người thôi. Bắt đầu ngày mai tao lên tao đào mã, tao cúng từ một, từ đứa thẻ. Mày biết danh không tránh, ngôn không thuận, đủ cái ban giám khảo không biết tên tuổi là như thanh chết mẹ rồi. Rồi nó hát cái tuồng gì, nó hài kịch gì không ai biết luôn. Rồi đùng một cái nhảy lên ảnh thưởng rồi cũng không ai biết luôn. Tự nhiên đưa ra lên đây tao được giải thưởng, chết mẹ rồi, đủ mấy. Thôi rồi, đủ, là nghĩa là sao? Không ai biết gì hết mà được giải thưởng là sao? Trời, nó không biết nó hát hò cái gì, không biết cái gì hết. Mà thấy rõ ràng không? Không biết dục. Cái bộ văn hóa hoặc là cái bộ báo chí có là cũng là một ngành trong của chế cái chế độ của nhà nước mình, nó cũng là một bộ mặt của cái gương mặt của tiêu biểu cho nhà nước mình. Nó có nhiều lĩnh vực, trong đó nó có nhiều cái văn hóa nghệ thuật báo chí, các cái thì đó vô tình đánh mất lòng tin của dân chúng. Mà hiểu tôi nói không? Rất là nặng và rất là nặng. Khi người dân không còn lòng tin nữa thì tao nói thật với mày, thay đổi chế độ một cái một, bởi vì họ đâu có tin nữa đâu. Cái gì cũng xạo, cái gì cũng láo, cái gì nó cũng tào lao. Để hỏi mày à, cái đó là một cái rất là nguy hiểm. Cái đó là những vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước đều nhìn nhận đánh giá, và những cái nghị quyết của đảng của nhà nước cũng đều đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn. Nhưng mà đâu đó những cái người ở trong cái lĩnh vực đó và những người mà trực tiếp quản lý họ quá cá nhân, họ hoạt động, họ làm việc quá cái con mẹ gì đủ mày nói gì quá cá nhân, con khỉ đủ mà cái điêu tên hết, mà cái dán vô hai chữ phản động là được rồi, rồi đem ra đủ mà lấy mấy cưa đủ má, chứ còn cái gì có cặc gì đủ mẹ mấy đó này đủ má. Mày cứ giờ mày cho tao tên đi, đủ mày tao đào má cha đó từ đứa một, đủ mẹ bình tĩnh 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 bình. Cái này cũng là một cái lựa cái một quyến bồi cho tụi đó, mày hiểu tụi đó chưa? Đó, đúng mẹ, gom hết một đống lẹm đưa tao đi, là không được tao làm cho tao đi mua vé mà tội đã mày, tao về tao làm thiệt được được mà đủ mà tao mượn cái máy cưa đủ đủ mà tao cưa. Bình tĩnh yêu cầu bảo vệ, nghe việc ra đó kìa. Yêu cầu bảo vệ, gọi bảo vệ vô gấp kìa, ông già ông quậy quá, gọi bảo vệ vô can thiệp kìa, ông già ông quậy quá kìa, đó việc ra là lên tiếng rồi đó, nó gọi bảo vệ thấy không đủ con
có nghĩa là con gọi Lâm Nhân Hà vô à, con gọi anh Lâm Nhân Hà vô à, đó, ông ta, đừng có quậy nha. Đó là không cục tức thì tao mà tao rồi, con nó bắt cầm này nè, con nó có binh, con đâu có binh cái đám này mà sao mà bắt cầm nộ nè con. Tao không binh nhưng mà tao thích tao biết lẽ lẽ dài dòng, tao không có thích dài dòng. Bố ơi, con nói, con nói như này bố ơi. Chúng ta tranh luận, huy chứ không phải. Huy ơi. Dạ. Để nói vài lời với cho ông cầm, ông bố cầm không hiểu. Chúng ta phải rõ ràng thế này nè bố. Bộ Văn hóa Thông tin thì cũng là thuộc dạng là cấp quản lý đúng không? Còn ở đây chúng ta hiểu cái giải này là gì? Là do tờ báo Người Lao Động họ phát giải. Thì chúng ta hiểu nôm na rằng là tức là đâu đó ở dưới dưới bộ là có những cái cơ quan báo chí, ví dụ họ hoạt động theo cái tiêu chí gì đó của họ đó, thì cái điều này chắc chắn á. Rồi bộ chắc chắn lấy bằng keo dán mắt lại không thấy à, đủ đó là không gì, nó phải trình báo không chứ. Không, bố tịch bình tĩnh, tức là bây giờ mình phải chờ động thái từ phía bên bộ họ lên tiếng như thế nào. Không có gì, họ phải rà soát lại, trả tiền hết trơn, tao ăn cắp lỡ tao lấy rồi tao xài đủ mấy chứ còn không có vụ đâu mà. Phải ngừa ăn cắp là phải ngừa ăn cắp. Đâu, con nói về cái giải thôi, con nói về cái giải thôi vậy? Thì khi muốn làm điều đó là họ đã xin phép hoặc là họ có tường trình rồi. Vậy cái thằng bộ trưởng, vụ gì trưởng là gì, đêm đó cắt đầu mẹ cho rồi đi. Đủ mẹ. Đâu, cái giải này cái giải riêng mà. Cái giải này giải mình phải hiểu là cái không, giải. Không có đi, cái báo Người Lao Động là nằm ở đâu? Ai quản lý Người Báo Lao Động? Báo thì đó, thì bây giờ báo thì phải để cấp trên người ta mới giải quyết nữa. Phải rồi như thế nào trên, thì chúng ta bán lẻ cấp trên phải biết trước. Đâu, bố nói vậy đâu có được. Sao không được? Bây giờ tao hỏi mày nha, người ta la tao giải, người ta làm một cái buổi lễ để mà tao giải quan này đó, có phải là tao xin phép không? Xin phép ai? Thì bây giờ ở trên bộ người ta phải chờ, người ta phải có cái phản ứng phải xin trước của các ban ngành khác nữa. Bậy. Tính quá, bố nóng tính thì đôi lúc được việc mà cũng thành hư chuyện. Để chuyện xảy ra rồi bắt đầu bắt ngồi với lời sửa cái gì đó, ôm mẹ nó cái giải rồi hoặc là xong rồi đưa làm gì làm sao mà xôi bôi xóa được miếng giấy rồi nó nhận nguyên tiền về. Để chuyện bình xảy tĩnh, ra tĩnh, rồi tĩnh. Rồi bắt đầu mới ngồi đâu vào. con bây giờ con nói tiếp ví dụ vậy đi, bây giờ con nói ví dụ vậy nè ha, nói ví dụ thế này đi, ví dụ đi, sau này bên bộ sẽ đưa ra một cái thông báo cái giải a bò cờ gì đó vô giá trị thì sao, thì cũng như đâu có gì đâu, tụi phải tôn chữ. Đấy. tôn chữ bình tĩnh, kiểm điểm cái thằng bánh máy, kiểm điểm cái thằng bánh máy đó, kiểm điểm thằng bánh máy trời, toàn bình tĩnh. Bởi tao bực mình lắm, tao nói thiệt mày, mấy thằng này tao rồi rõ ràng cứ gom cho tao tên họ, gom đi rồi tao cúng đó, rồi mệt quá tao đào mã rồi im đi, bố yên tâm đi.